Rồi, kính chào quý vị và các bạn mến nha. Thì anh em xem cái clip trước á thì mình đã chốt ban bệnh cho chiếc xe này á. Đó, nói chung á là bây giờ là chỉ có gã máy ra mới kiểm tra được thôi. Đó, gã máy ra kiểm tra xem á nó có công suất bắp rồi lúp B, công tay dên này kia hay đứt sinh cam gì thôi. Đó, nói chung là như vậy. Đó chứ thay cốc đề. Thì cốc đề á là mình chốt ban là cốc đề nó không bấm đề là nó không có ra lửa nha anh em. Lửa vô có, lửa ra không có. Đó, thì bây giờ là cái anh chạy chiếc xe này á ảnh là mượn của người ta. Đó, rồi bắt đầu mượn của người ta thì ảnh điện thoại về mình cũng nói chuyện với anh kia, mình cũng báo vậy đó, chỉ có gã thôi, xuống máy gã ra là mới biết bệnh thôi. Rồi cái anh kia nói, cái anh chủ xe này á là nói để điện thoại cho cháu ảnh này kia đó, mà không biết là ai, nhưng mà chắc có thể là thợ chiếc xe. Đó, nên là tránh tình trạng lu bu là mình sẽ không làm chiếc xe này nha anh em. Giờ mình kêu nghe mình gáp vô hết. Đó, tại vì mà nó nếu mà chốt ban rồi bắt đầu người ta muốn sửa là bắt đầu sửa rồi, phải không anh em? Chứ cần gì phải kêu mình là đợi chút xíu để điện cháu cả anh để bắt bệnh xem nó bị cái gì. Đó, nên là tình trạng này anh em là xem clip cũng biết bị gì rồi đúng không? Chỉ có trẻ máy ra thôi. Đó, như nãy giờ mình clip trước mình cũng đã nói thì trẻ máy ra mới biết bị gì thôi, chứ đâu có mà bắt bệnh tào lao phong phỏng được. Đó, thì ở trong máy thì nó có nhiều vấn đề bị cứng thôi. Đó, lúp B, công suất bắp, đứt sinh cam này kia thôi. Nói chung là mở ra, nói chung là mình mở, mình có gã chiếc xe này thì mình cũng lên clip cho anh em à. Mình đợi cái đợt clip sau này á, là chưa có tới clip này, mình sẽ xem nếu chủ xe có làm mình gã ra. Đó, mình xem bệnh gì mình cũng quay lại cho anh em xem à. Trời ơi, đó anh em xem kênh YouTube Gắt Quyển ngày nào giờ đâu có mà bỏ con giữa chợ đâu. Nghĩa là chốt banh bệnh rồi là clip sau cũng lên clip cho anh em xem là bị bệnh gì thôi. Đó, nhưng mà người ta không có tin tưởng mình. Đó, mình tới gì mà người ta không tin tưởng mình. Đó, điện thoại mà kêu đợi tí xíu điện cho cháu ổng rồi bị cái gì, kêu cháu ổng bắt bệnh rồi bị cái gì hỏi này kia đó, thì mình xe này mình sẽ không nhận nha anh em. Đó, giờ bao nhiêu tiền cũng không nhận hết, giờ gác đồ vô trả xe cho khách nha anh em. Đó, giờ cỡ nào cũng không nhận nha anh em. Đó, bị quê là khó quê lắm anh em. Đăng lên clip lên cho anh em xem tới cỡ đó luôn là biết sao rồi, tính đại được sao rồi, gã máy chút bệnh cho anh em xem bị gì. Mà ta không tin tưởng mình thì thôi anh em, chia tay. Rồi, tạm biệt anh em nha. Vấn đề xe liên hệ trang fanpage dưới phần mô tả video này, hoặc từ đầu clip là anh em có địa chỉ mình để trên clip. Anh em nhấn địa chỉ lên Google Maps ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nha anh em. Rồi, tạm biệt anh em luôn, chia tay.